Đây, nội dung video của mình chiều hôm nay cũng gói gọn trong những cái con bò như vậy, hai con 3B giá 40 triệu, bắt cả cạp thì 39 năm. Bộ mẹ con 32 triệu, một con nghe cái anh gót giá 15 triệu 500 và một con Dromater giá 21 triệu 500. Đó, tổng quan như vậy. Hi, sau một ngày dài thì chúng ta lại được gặp nhau. Vẫn là mình đây, lại là mình đây. Tùng TV, MC Cuộc Sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn để dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Chia sẻ với các bạn hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 9 năm 2022. Đó thì ngày hôm qua công việc thì đi giao bò, một ngày đi liên tiếp 4 tỉnh liền, từ Gia Lai ở Mình Đôi đó về Bình Định chắc bò đi vào Phú Yên giao, xong rồi quật về Bình Định chắc bò đi Quảng Ngãi giao tiếp. Đó thì về tới nhà cũng vừa tối. Thì ngày hôm qua mình cũng về trại đôi tổng quan là 10 con. Nghĩ cái anh gớt có, mẹ con có, nghĩ ba bê có. Đó thì chia sẻ với quý bà con ngày hôm qua thì mình cũng chốt được một số cho hai vị khách ở trên Đắk Lắk. Và ngày mai thì hành trình mình giao bò về Ia Hờ Leo và Buôn Hồ Đắk Lắk. Đó thì còn lại những con nghĩ cái anh gớt và bộ mẹ con siêu đẹp cũng như là hai con 3B thì chiều hôm nay mình làm video chi tiết công khai báo giá để quý bà con quý anh chị xem tham khảo. Nội dung video của mình như thế nào thì mời bà con cùng theo dõi hết để biết. Đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ tinh thần Tùng TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý bà con quý anh chị và các bạn. Ngày mới cũng kết thúc rồi, kính chúc quý bà con có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong công việc chăn nuôi luôn được thuận lợi, và đón xem hết video của mình để biết nội dung nhé. Bắt đầu nào. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Rồi thì đây là rong bò của mình. Đó thì mình cho bò ăn và chia sẻ với bà con thời điểm bây giờ thì nó ổn định nhất, bò nó đứng nó ăn được, để mình quay những cái video chi tiết về hình ảnh từng con để quý bà con xem tham khảo. Rất là nhiều quý bà con nói từ xưa giờ sao chỉ có mua bán cái dòng 3B như thế này mà không mua bán bò sinh sản. Thì có luôn, hôm nay bán bò sinh sản như quý bà con luôn. Đó thì ngày hôm qua về được hai bộ mẹ con đó và một số nghi cái anh gớt. Thì hồi sáng có ông anh đó, quê thì ở Hậu Giang nhưng mà có vợ về gần nhà của mình đây, nói chung là cùng huyện đó, ra xem bò thực tế thì mua một cặp rồi đó. Thì bây giờ trước mắt thì chiều hôm nay thì mình sẽ báo giá tổng quan là hai con nghi cái anh gớt, một bộ mẹ con và hai con nghi 3B để quý bà con xem tham khảo đó. Thì số này thì chia sẻ quý bà con đã bán hết đó, đã bán hết những cái số này. Ngày mai thì mình sẽ hành trình vận chuyển bò về Ia Hờ Leo và Buôn Hồ cho hai vị khách ở trên đó đó. Còn tổng quan lại là hai con 3B đó, hai con 3B cực độc luôn đó, giá thì cũng yêu thương. Bò thì chia sẻ với bà con là bò của mình thì nói chung là mua bò chiến thá là chính, nên là về nó ăn uống tốt lắm, rôm đồ như thế này, bó gà banh như vậy, nhưng mà nó vẫn ăn uống rất là tốt. Và mình chia sẻ với quý bà con là bò trong thời điểm này á thì mình mua mình cũng lựa toàn hàng đẹp không, vì là nó không có sốt bò như xưa nữa. Ngày xưa thì bò nó rất là sốt và giá nó rất là cao, mua không có bò luôn, miễn là mua có những con giống chất lượng được được là được. Còn bây giờ là lựa toàn hàng mỹ chuẩn đó, khung phách cao dài và ưu tiên những hàng bông như thế này đó. Thì bây giờ mình báo giá chi tiết hai con 3B còn lại. Đây là con đầu tiên, bông mũi tiêu đó, cặp mình khá là dài đó, bà con có thể xem nhìn tổng quan cái con bò, cặp mình rất là dài đó, chân trụ rất là to, thẳng thốn, méo tròn đó, mông đùi như thế này đó, mông đùi đẹp, ăn uống thì cực kỳ tốt luôn đó. Thì giá con 3B này á thì mình bán cho quý bà con là 20 triệu chẵn đó, hàng thì cực kỳ yêu thương luôn, chọn toàn mỹ độc, nên là chia sẻ với bà con chân trụ khung phách rất là cao dài, bà con có thể xem chi tiết trong cái video mình quay. Đây là con đầu tiên, giá con 3B này là 20 triệu chẵn cho quý bà con tham khảo. Tiếp theo chia sẻ với bà con đây là con 3B số 2. Con này thì chia sẻ với bà con bông, cũng bông muối tiêu, nhưng mà muối tiêu con này nó lạ lắm, nó màu trắng nhiều hơn màu đen. Và con này bà con có thể nhìn dàn chân trụ của nó độc cực kỳ luôn, nó chân trụ rất là to. Và con này thì mạch chỉ có một gan thôi, vì là mẹ của nó là mẹ Pháp, lông tai thì rất là nhiều và cái mạch của nó rất là ngắn, mạch của nó đúng một gan của mình, bà con có thể xem đúng một gan của mình à. Đó thì mạch của nó rất là ngắn, gọi là 3B mạch cục đó, đuôi cục mạch cục đó, chân trụ bà con có thể xem. Đây con đây là con 3B số 2 đó, con này thì mông đuôi đây rất là phê và chân trụ rất là cọc đó, rất là cọc
Đó, thì con này thì chia sẻ với bà con về cái dàn sắt á, thì nó dàn sắt thì bà con thể nhìn thấy nó độc, nhưng mà nói về chiều cao á, độ găng bò á, dễ nuôi á, thì cái con trước, cái con số 1 này thì nó sẽ găng bò hơn, thì là cây sữa lâu rồi đó, con này thì nó sẽ găng bò hơn, cây sữa lâu rồi. Còn con này thì chia sẻ với bà con mình bắt là cây sữa luôn, thì là nó chưa cây sữa đó, nó còn bú nữa, là cái bộ của nó rất là mất, nhưng mà con bê nó rất là độc đó. Thì con này chia sẻ với bà con giá cũng 20 triệu đó, để bà con tham khảo. Ăn uống thì rất là tốt đó, nhưng mà cái dàn ba bê này á, thì cây sữa lâu hay meo á thì cũng không quan trọng, vì là nó chia sẻ với bà con là nó nhớ sữa thì 1-2 ngày đầu, nhưng mà nó ma, nó nhớ mẹ á, thì nó vẫn ăn. Còn cái dàn bò lai của mình thì nó ma nhưng mà nó không ăn. Đó là tùy bà con lựa chọn. Đó, hai con này đó, đồng giá là 20 triệu. Bà con bắt hai con thì mình giảm 500.000, và ưu tiên cho những vị khách nào ở khu vực Ea Hờ Leo, Đắk Lắk hoặc là Phú 4. Ngày mai thì mình đi đường đó, mình về trên Ea Hờ Leo giao bò cho hai vị khách ở trên đó. Thì chốt thì mình giảm 500.000, bao vận chuyển cho quý bà con. Đó, giá chia sẻ với bà con là 39.500 hai con như thế này. Còn bà con mua lý từng con á thì giá con nào cũng 20 triệu đó, để bà con tham khảo. Rồi, con ba bê này cực độc, mẹ phát mong đùi bà con sẽ thấy gì đi đúc luôn đó. Chiều cao thì rơi vào tầm 1m05 thôi nhé bà con đó, xem video bà con không nhìn được cái chiều cao, chỉ nhìn được màu lông bò này, nhìn được khung phát con bò này đó, nó cái tỷ lệ cái chiều dài với cái chiều cao con bò là mình biết cái con bò nó dài hay nó ngắn, cái độ rỗng của vai và đùi nó như thế nào. Chứ còn bà con không hình dung được cái chiều cao. Và đôi lúc mình không tá cái chiều cao, bà con khi giao bò về nó ủa sao nhìn trong video thấy nó to mà giao bò nó nhỏ. Thật sự ra thì cái con bò 3B á, chiều cao nó rơi vào tầm 1m05, những con độc như thế này giá 20 triệu thì quá sức hợp lý rồi. Ngày xưa bò độc như thế này kiếm thứ nhất là khó, thứ hai là giá nó rất là cao nếu mà mua được những cái con độc như thế này. Đó là hai con 3B còn lại. Đó, còn tất cả những con 3B ngoài kia đó đen mung hết đó, là hàng đó thì mình chốt rồi, chốt hai ông chú với lại bạn trí ở trên Buôn Hồ và Ea Hờ Leo đó, thì ngày mai mình vận chuyến. Rồi còn hai con đó nếu mà ai chốt thì mình giảm 500.000 đó, con nào cũng 20 triệu giảm 500.000 để bà con về nuôi. Đó là về hai con 3B. Tiếp theo thì mình sẽ báo giá về bò sinh sáng. Đó, bò sinh sáng thì bây giờ bên đây nó đang đứng ăn bên đây đó, thì mình sẽ báo giá là hai con nghi cái Angus và một bộ mẹ con. Đó, thì ba con này rồi, hai con nghi cái Angus thì một con nghi cái Angus này đó, thì bà con nếu mà theo dõi kênh của mình thì cũng xa lạ gì. Con này ngày xưa về nó ốm lắm đó, nói ngày xưa thì nó xa chứ thật sự ra gần được tháng rồi, nó hầu nó về thì nó ốm lắm. Về nhà của mình ăn uống rất là tốt, mình thấy nó rỉ, giá nó mềm, mình mua nó mềm nên thấy cỏ rái nó đầy đủ, thôi bỏ nó ăn cho nó tròn tròn lại. Và bữa nay thì nó cũng đã tròn rồi, và cỏ của mình thì đang vào mùa đông nên là nó thiếu dần đó, nên là mình bán con này, quyết định bán con này, một bộ mẹ con kia luôn, và con cái Angus mới về đêm hôm đó. Thì bà con ráng cố gắng theo dõi hết cái video để biết cái nội dung và cái giá bò đó. Thì con cái Angus này giá mình bán cho quý bà con là 15.500 đó. Mập lên thì cũng chưa mập, nhưng mà chia sẻ với bà con nó đỡ hơn rất là nhiều lúc trước mình mua 15 triệu đó, đỡ hơn rất là nhiều so với cái lúc trước mình mua 15 triệu đó. Thì nuôi cũng gần một tháng rồi, để cho bà con giá 15.500 đó, vì là mình sợ là lúc mới mua về đó, cái con bò mình biết sao nó ốm quá, bán cho bà con không biết là nó ăn uống có tốt hay không đó, nên là mình giữ lại ở rong, mình nuôi để mình theo dõi con bò, và mình cũng tìm tới dung sáng cho nó xem rồi đó. Bà con về chỉ có việc chăm sóc và nó mập nó tròn lên thì nó động dục, và bà con cho phối nhảy để khai thác cái con giống đó. Đó là cái con bê cá Angus giá là 15.500 đó. Rồi tiếp theo là một bộ mẹ con. Đó là cái bộ mẹ con bà con hỏi rất là nhiều lúc trước về con mẹ này, chia sẻ với bà con nó cũng ốm, nó ốm giống như con nghi cái Angus này, nó ốm y như con nghi cái Angus này đó. Nhưng mà khi về rong của mình thì ăn uống thì bữa nay con mẹ là mướt lông, nhưng mà nói về cái độ mập thì không mập hơn lúc nó mới về bao nhiêu, do là con bê này nó còn theo bú, nó bú rất là nhiều đó, một ngày nó bú 3-4 cử, vì nó ốm này rong này nó bú tự do đó. Con mẹ thì bây giờ nó cũng muốn cay sữa một con nó rồi đó. Thì cái bộ mẹ con này mình báo giá chi tiết để bà con có quan tâm về chăm sóc
Ê, 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 ê. Đừng nói mà nó cũng chịu mà. Đi dạy không? Đó. Bản do quý bà con nó đang ăn mà mình đứng mình quay quay nó không chịu. Đó, do làm bữa mình tiêm thuốc nó nhớ. Nó làm như vậy á. Do làm bữa tiêm tới vùng sáng cho nó á. Rồi giờ nó sợ là mình cầm máy quay là chiếc nó nữa nên là nó mất hồn. Đó. Rồi, tiếp tục cái chương trình. Đó thì cái bộ mẹ con này thì mình chia sẻ với quý bà con. Còn bữa cái anh gớt này á thì nói chung là rơi vào tầm khoảng cỡ 3 tháng rưỡi rồi. Đó, 3 tháng rưỡi rồi. Gần 4 tháng rồi. Đó, còn cái con mẹ này á thì nó chưa lên giống lại. Và mình mô tả một xíu về cái bộ mẹ con này. Đó thì con mẹ nó như thế này. Mướt, bữa nay ăn uống tốt nên là rất là mướt. Đó là con có thể thấy, rất là mướt. Dậu yếm liền lạc. Đó, và đặc biệt cái bộ này nó còn tơ tí. Con bê này là con bê đầu tiên, nó mới 2 đôi răng. Đó. Và con bê này là con bê đầu tiên. Đó, con anh gớt này là con anh gớt phối. Đó. Con anh gớt này là con anh gớt phối nên là chia sẻ với bà con. Rất là đẹp. Đó, và mình báo giá chi tiết cái bộ mẹ con này để bà con tham khảo. Đó. Thì bộ mẹ con này mình để cho bà con với giá là 32 triệu. Đó. 32 triệu. Nếu mà 32 triệu thì bà con cầm cái bộ mẹ con lại á thì thấy là cái số tiền nó cũng hơi lớn. Nhưng mà bà con phân tích ra giữa mẹ lẫn con á thì cái con bê cá anh gớt như thế này. Đó. Giá thì nó cũng rơi vào tầm 12 triệu rồi. Đó, 11 triệu 500 tới 12 triệu. Đó, giá của thị trường. Thì còn cái con mẹ này thì rơi vào tầm hơn 20 triệu một chút. Đó. Hơn 20 triệu một chút thì bà con có một con mẹ tơ trí. Đó. Để bà con về khai thác lâu dài, chân trụ cao dài. Đó, xế tích nghiêm, đỏ đẹp. Một màu. Lông da bóng mượt. Đó. Đó, bà con có thể xem toàn cảnh cái con bò. Còn bây giờ mình quay như thế này thì bà con thấy cái nước ăn của nó, để bà con yên tâm mua về xem xét về cái ăn uống của nó. Đó, đó là bộ mẹ con. Đó, để bà con tham khảo. Nó tơ trí, con bê cá anh gớt phối. Đó. Và con này, bộ mẹ con này giá 32 triệu và mình bán kẹp chứ mình không có bán lý. Đó, bà con nghe phân tích là con nghĩ cái 11 triệu 500, con mì 20 triệu 500 là 32 triệu mua con nghĩ không hay là con mì không. Thì mình chia sẻ với bà con mình không bán. Vì là con này thì mình để mình nuôi cũng gần 1 tháng rồi. Nếu bà con mà quan tâm á, thích á thì bà con mua cá kẹp á thì mình bán. Còn không mua cá kẹp thì mình để mình nuôi. Chứ bộ này thì mình không có bán lý, không có bán rồi. Đó, chia sẻ với quý bà con như vậy để bà con được rõ. Đó, và tiếp theo con này thì mình báo giá rồi. Đó, đứng ngoài cho nó chi tiết như thế này, giá 15 triệu 500. Đó, để bà con tham khảo. Rồi, tiếp theo thì bây giờ mình sẽ ra ngoài này. Mình báo giá cái con Drumaster này. Đó, con này là Dru. Đó, con này là Dru, rất là to, trung sát rất là to, Dru. Ốm khổ nên là về ăn uống thì thôi miễn bàn. Đó, để nó ăn rồi bà con xem tham khảo. Đó là dòng Dru, nó Dru thì nó pha, nó lai giữa cái dòng Redman và cái dòng Angus. Đó, nên là cái khung sát của nó sẽ to hơn con Angus. Đó, chân trụ rất là to. Đó, bướm lớn. Đó, bộ phận sinh dục lớn, chân trụ rất là to, đầu trụi. Và cái đầu Dru thì bà con nhìn cái cục áp của nó rất là cao. Nó cao hơn cái dòng Angus. Cái dòng Angus thì nó cái ngay chỗ giữa cái trán của nó chỉ lên một cục nhỏ thôi. Và cái màu lông của Angus thì nó một là đỏ tươi. Đó, hai nữa là màu rình cộp, ba nữa là màu trắng hoặc là màu đen. Đó, bốn màu đó. Angus white, Angus black là Angus trắng và Angus đen. Còn ở Việt Nam của mình là chủ yếu là hai màu lông chính là red Angus và Angus tiger. Red Angus thì gọi là đỏ, red là đỏ, Angus đỏ và Angus tiger là cái dòng Angus cộp. Đó. Thì chỉ có hai màu lông đó, còn cái dòng Dru á thì bà con nhìn nó pha giữa cái dòng Angus và cái dòng Redman nên là cái khung sát của con Dru nó sẽ lớn hơn cái con Angus, nên là bà con nhìn cái con Dru rất là dễ nhận ra. Tóc mình nó dài, chân trụ nó to, nó cao giống như là dòng bò Redman. Đó, và cái đầu của nó, cái đầu của con Dru là đây, bà con nhìn thấy nó nhô lên. Đó, nó nhô giữa trán lên, trụi sừng luôn và nhô lên rất là cao. Đó, thì cái con này thì chia sẻ với bà con mình báo giá luôn để bà con tham khảo. Đó, ai quan tâm mua về nuôi sinh sáng thì con Dru này giá mình bán cho quý bà con là 21 triệu 500. Đó, con này sát thì to rồi. Đó, nhưng mà ốm khổ. Đó, ốm khổ chia sẻ với bà con nó ăn, bà con có thể thấy về nó ăn rất là tội, đặc biệt là rơm nó rất là thích. Nhà thiếu ăn nên là nó rất là thích ăn rơm. Đó, về có ra nữa thì
nó ăn uống vài hôm thì nó sẽ lại bò thôi, vì nhà khô không có thức ăn thôi. Chứ bò này thì dưa xíu với bà con rất là lanh léo, ăn uống rất là tội, nhưng mình rất là thích cái dòng nái như thế này. Nhưng mà nhà của mình thì mình cũng chia sẻ từ đầu video, có bây giờ nó đã hết đó, trồng gần 2 hectare có, nhưng mà bây giờ nó xếp hết rồi đó. Nên là vào mùa đông bò nhà vừa còn rất là đông, nên là mình phải bán một số đó. Thì tổng quan chia sẻ với quý bà con chi tiết là những cái con bò còn lại ở rong của mình, và mình quay video chi tiết báo giá để bà con tham khảo rồi đó. Đó, 2 con 3B và 1 bộ mẹ con với 2 con Angus. Đó là cái nội dung video của chiều hôm nay, mình quay chi tiết để bà con tham khảo đó. Để mình quay lại 2 con 3B để bà con tham khảo thêm chút nữa, quay lại một lần nữa những cái con bò mình báo giá ngày hôm nay để bà con tham khảo, rồi mình sẽ kết thúc video đó, giá cả còn chi tiết rồi đó. Bà con có thể xem cái dàn vai của con này, quay giờ như thế này bà con có thể xem vai đó. Vai thì phải nằm tầm 2 gang đó, lưng thì như tấm phẳng và chân trụ thì rất là to đó, mông đùi như thế này đó, rất là độc. Tấm mình thì khá là dài đó, chiều cao rơi vào tầm 1m lên em, nhưng không có cao như bà con, mày pháp thì không có cao đó, giá 20 triệu đó, thì mình bắt là cai sữa luôn á. Dòng này thì chia sẻ với bà con trá khác nhà bò miền Nam, rất là rạch bò đó. Con đây này, ăn xong nèm đứng ra coi, ăn rồi nèm suốt ngay, ăn rồi nèm này. Ở con này thì cai sữa xong rồi, xác thì to hơn con kia một chút, cao hơn một chút, gân bò. Và con này giá là 20 triệu. Mua cá kẹp thì ngày mai không riêng gì ngày mai ra hồi leo với bà con. Cứ bà con cái kẹp này bà con mua bất cứ đâu, cứ mua thì cá kẹp thì mình dám đem ra miền và mình bao bằng chướng đó, khu vực Gia Lai Bình Định. Mình hay đi mua bán, đi lên xuống đường đó. Đó là kẹp 3B đó. Rồi tiếp theo thì con Angus ốm khổ về nhà của mình đây cũng khá là lâu rồi, giá 15 triệu 500. Đó, để bà con tham khảo con này đó, giá 15 triệu 500, ăn uống rồi đó, đã tới dung sáng đường ruột cho nó và về ăn uống rất là tốt đó, giá 15 triệu 500, ít vốn nhỏ tiền thì bắt con này về nuôi hợp lý. Xác rất là to rồi, ốm khổ, mình thì chỉ có ăn cỏ thôi chứ cũng không có phụ cám phụ lớn gì, nên là không, nó lâu lại mới tầm chắc mười mấy 20 ngày rồi đó, ở rong của mình chắc 20 ngày rồi đó. Còn bộ mẹ con này tơ trí, giá bộ mẹ con này 32 triệu. Bà con quan tâm con nào thì chọn chốt. Đó là tổng quan cái trại bò của mình đó. Còn con đờ ru thì mình cũng giới thiệu cho bà con rồi đó, giá đờ ru này 21 triệu 500 đó. Đờ ru này thì ăn uống thì tốt, nhưng mà chia sẻ với bà con xác rất là to rồi, nhưng mà ốm khổ đó. Thì tổng quan hết như vậy. Đây, nội dung video của mình chiều hôm nay cũng gói gọn trong những cái con bò như vậy. 2 con 3B giá 40 triệu, bắt cả kẹp thì 39 năm, bộ mẹ con 32 triệu, một con nghe cái Angus giá 15 triệu 500, và một con đờ ru master giá 21 triệu 500. Đó, tổng quan như vậy. Rồi, nội dung video của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị, anh chị và các bạn đã dành chút thời gian xem theo dõi video của mình. Đó. Nếu quan tâm đến những chủ đề mình chia sẻ, quan tâm đến giá cả bò bê hàng ngày, thì nhớ like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tùng TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn, gửi đến quý bà con, quý anh chị và các bạn. Ngày mới thì cũng kết thúc rồi. Kính chúc quý bà con có thật nhiều sức khỏe và xem video rất là vui vẻ với bà con. Bye, hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo. Bye ạ.